cái bông nở cánh rất là to luôn nha cả nhà. Anh này là Mỹ Hồng. Mỹ Hồng mà cái cây ảnh mập á, ảnh mập thành ra ảnh phượt, cái cánh ảnh nở to như vậy á, mê luôn. Lý do là ảnh đủ phân, đủ nước, đủ nắng, ảnh phượt á, thành ra cái cánh ảnh to như vậy á. Khi mà ảnh nở to, ảnh bung hết cỡ á, thì cái màu ảnh nhợt xuống, màu ảnh lợt xuống. Ô mà không cả nhà ơi, đây lúc ảnh còn cái búp thôi là ảnh cái màu ảnh đã lợt rồi, vậy là cái loại này là ảnh như vậy. Chứ Mỹ Hồng là màu hồng tươi lắm.